Phải đến 60% khách hàng khi đến Tanuki hỏi chúng mình rằng đây là bảng phấn mắt à? Nhưng mà không phải đâu nha mọi người ơi. Đây là một set màu nước tới từ Nhật Bản với bảng màu mang hơi hướng thủy mặc cực kỳ độc đáo luôn. Các dân chơi hệ màu nước thì chắc đã không còn xa lạ với hãng Kuretake của Nhật Bản rồi. Ngoài những set Gansai Tambi truyền thống vỏ xanh mà các bạn đã từng thấy trước đây thì hãng mới ra mắt thêm phiên bản Graphite Color này với công thức độc đáo khi kết hợp giữa chì và màu. Set màu nước này mang đặc tính của cả hai. Ngoài ra thì nó còn có tách lớp cực kỳ đẹp nữa chứ. Dưới đây thì mình sẽ swatch nhanh bảng màu của set cho mọi người xem qua nhé. Vì đây là một set màu Gansai, đồng nghĩa nó vẫn mang bản chất của màu truyền thống Nhật Bản. Vì vậy, chất màu của nó sẽ không quá trong mà thiên về bản đục nhiều hơn. Bù lại thì bản màu rất độc đáo và mang tính hoài cổ mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ set màu hiện đại nào. Nếu ai là fan của các tông màu trầm thì đừng bỏ qua set màu độc đáo này nhé. Kanoki đang có sẵn đó.